Ghi nhận tại chợ đầu mối Hòa Cường, lượng hàng hóa về chợ vẫn đảm bảo. Giá các loại rau củ quả, thịt cá vẫn ổn định. Giá các loại củ quả như su su, su hào, súp lơ, củ cải cùng 10.000 đồng 1 kg, bắp cải 8.000 đồng 1 kg, chanh, ớt, cà chua, cà rốt từ 15.000 đến 18.000 đồng 1 kg, thịt lợn từ 90 đến 130.000 đồng 1 kg, thịt gà dao động từ 45.000 đến 140.000 đồng 1 kg, tùy loại đông lạnh hay gà ta. Tại các tuyến phố bị ngập ngày hôm qua như Hàm Nghi, Trưng Nữ Vương, Trần Cao Vân, mọi sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Hiện thành phố còn một điểm ngập là tầng hầm của chung cư Hoàng Anh Gia Lai trên đường Hàm Nghi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố đang tiến hành hút nước ra khỏi hầm. Do có thông báo từ trước, một số trường học vẫn nghỉ học, nhưng các bậc phụ huynh cần tiếp tục theo dõi các diễn biến thời tiết và thông tin của ngành giáo dục để có kế hoạch cụ thể cho con em mình. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định vẫn có thể có mưa to đến rất to kèm theo dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị.